Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Mở đầu tập 27 Nghịch Thiên Tà Thần là lúc diễn ra vòng đào thải của cuộc thi. Chặng mở màn là cuộc đối đầu giữa Vân Triệt và Tiêu Nam đến từ Tiêu Tông. Lần này gặp phải đối thủ linh huyền cảnh cấp 9, Vân Triệt không còn dễ dàng đánh bại đối thủ như những trận trước. Thay vào đó, hắn đã phải mất chút sức lực. Sau một hồi đấu qua đá lại, Tiêu Nam vô cùng thất kinh bởi gã đã dùng một kiếm toàn lực vẫn không thể làm Vân Triệt bị thương. Đối với việc này, chỉ có Vân Triệt mới biết chút vết thương ngoài da của hắn đã ngay lập tức được làm lành nhờ công dụng tuyệt vời của đại đạo phù đồ quyết. Sau khi giành chiến thắng trước Tiêu Nam, Vân Triệt lập tức trở về bên cạnh Thương Nguyệt cùng nàng theo dõi trận đấu của Lăng Kiệt và Hạ Khuynh Nguyệt. Tiếp đó, đối thủ hôm nay Vân Triệt gặp phải đều không phải là người của tứ đại tông môn nên hắn nhanh chóng kết thúc trận đấu trong tình trạng không mấy đặc sắc. Tuy nhiên, việc thắng liên tiếp 3 vòng đấu đã khiến Vân Triệt bị lọt vào tầm ngắm của các thế lực khác. Chính vì thế, trên đường cùng Thương Nguyệt và Tần Vô Ưu về nghỉ ngơi, bọn họ đã bị chặn đường. Người này là bảo chủ Mộc Thiên Bắc của Thương Thiên Lôi Hỏa. Sau khi đứng chắn trước mặt Vân Triệt, lão ta không lòng vòng mà trực tiếp nói ra ý đồ của mình. Xét thấy biểu hiện của Vân Triệt vô cùng ưu tú nên ông ta muốn chiêu mộ hắn gia nhập thế lực của mình. Thấy vậy, Thương Nguyệt liền lên tiếng, bảo chủ thẳng thắn như vậy, xem ra thật sự không để Thương Phong Hoàng Thất vào mắt. Nghe xong, gã ta cười lớn đáp, chỉ cần vị huynh đệ đây ra chịu đồng ý với ta, như vậy ta sẵn sàng đối đầu với Hoàng Thất. Vân Triệt vẫn luôn im lặng lúc này lên tiếng, một bảo chủ như ông đến cả phép tôn trọng căn bản cũng không có, kể cả thực lực có mạnh, phân mộ cũng tuyệt đối không muốn gia nhập. Bị từ chối thẳng thừng khiến Mộc Thiên Bắc vô cùng tức giận. Ông ta thầm nhủ, nhất định sẽ không bỏ qua cho tên tiểu tử ngông cuồng này. Thời gian rất nhanh trôi qua, sáng hôm sau, Vân Triệt có cuộc đối đầu với Mộc Hùng Viêm. Vì để trả thù cho mộc chủ của mình nên chiến đấu vừa bắt đầu, tên gia hỏa này đã xuất ra công kích mạnh nhất. Đối diện với lôi hỏa đang phóng đến, Vân Triệt lập tức thi triển Phượng Dực Thiên Khung Vũ để đón đỡ. Chứng kiến một màn này, toàn bộ khán đài đều thất kinh. Không ngờ rằng, Vân Triệt còn tu luyện cả công pháp hệ hỏa. Mộc Hùng Viêm vốn dẫn động hỏa khí ra đối phó Vân Triệt, không ngờ rằng lại tự thiêu đốt chính bản thân mình. Sau khi trọng tài tuyên bố Hoàng Thất Thương Phong chiến thắng, Mộc Thiên Bắc vọt lên đỡ lấy nhi tử của mình, sau đó không quên nhắc nhở Vân Triệt rằng lão nhất định không bỏ qua cho hắn. Sau khi chiến thắng Mộc Hùng Viêm thì Vân Triệt cũng lọt vào bát vị chiến. Đối thủ tiếp theo của hắn chính là Phần Tuyệt Bích đến từ Phần Thiên Môn. Ngay khi trọng tài vừa tuyên bố cuộc chiến bắt đầu, Phần Tuyệt Bích đã lập tức cầm Quỷ Viêm Đao bổ về phía đỉnh đầu Vân Triệt. Đối diện với một đòn này, Bá Vương kiếm trong tay hắn mạnh mẽ giơ lên đón đỡ. Sau một kích đầu tiên bất phân thắng bại, Phần Tuyệt Bích đã kích phát ra Phần Thiên Chi Viêm. Đây chính là hạch tâm huyền kỹ của Phần Thiên Môn, khoảnh khắc phần ảnh huyễn thân lao tới, làm sắc huyền viêm phủ kín lôi đài. Thế nhưng, một cách này vẫn bị Vân Triệt dùng Thiên Lang Trảm hóa giải. Bởi vậy, Phần Tuyệt Bích lúc này đã hoàn toàn nổi giận, cả quyết định liều mạng thiêu đốt tinh huyết của bản thân, bạo phát ra Phần Thiên Long Viêm nhằm lấy mạng Vân Triệt. Phía dưới khán đài, tất cả mọi người đều nín thở quan sát trận đấu, ngay cả Long Nguyệt Phong cũng kích động, dặn dò xuống phía dưới, kêu thuộc hạ lập tức chuẩn bị cứu người. Ngay khi hư ảnh một con viêm long màu tím phóng đến trước mặt Vân Triệt, hắn cảm nhận được một cỗ nguy hiểm cận kề. Bởi thế, Vân Triệt vội phóng thích ra Vẫn Nguyệt Trầm Tinh, ngay sau đó, hắn dùng tay không bóp lấy cổ viêm long, khiến tất cả mọi người kinh hãi. Nên biết, sức nóng đến từ hỏa diễm của viêm long kinh khủng đến nhường nào, vậy mà hắn lại làm ra hành động coi thường tính mạng như vậy. Ở trên lôi đài, sau khi nắm lấy cổ viêm long, Vân Triệt cắn răng phát động ra tà phách. Sau đó, toàn bộ hỏa diễm của Phần Tuyệt Bích đều bị hắn thôn vệ và hấp thu. Hành động này của Vân Triệt không khác gì vả thẳng vào mặt Phần Thiên Môn, còn Phần Tuyệt Bích lúc này hoàn toàn suy sụp ngã gục xuống. Đến lúc này thì Lăng Vô Cầu mới định thần lại, sau đó tuyên bố Vân Triệt là người giành chiến thắng. Chuyện này cũng đồng nghĩa với việc Phần Thiên Môn sẽ bị đá bay khỏi bảng xếp hạng của tứ đại tông môn. Ngay khi Vân Triệt chuẩn bị đi xuống khu nghỉ ngơi thì Phần Tuyệt Bích vội cầm lấy Quỷ Viêm Đao, sau đó liều mạng đâm về phía hắn. Cũng may Vân Triệt kịp phản ứng, hắn gầm lên một tiếng, ngươi chán sống rồi sao? Nói rồi, Bá Vương kiếm vung ra đâm xuyên qua người Phần Tuyệt Bích. Cả khán đài bị hình ảnh này làm cho sợ hãi. Chứng kiến nhi tử của mình bị sát hại, Phần Mạc Ly trực tiếp bay xuống lôi đài muốn trả thù cho con trai mình. Đến đây thì cũng hết tập 27 Nghịch Thiên Tà Thần. Liệu rằng Vân Triệt có thể đối phó được với tông chủ Phần Thiên Môn hay không? Câu trả lời sẽ có trong nội dung tập tiếp theo nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.